Chào mừng quý vị và các bạn đến với tạp chí thể thao và cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình tuần này có chủ đề chế độ dinh dưỡng trong tập aerobic. Trong mục tư vấn và chỉ dẫn, mời quý vị cùng theo dõi cuộc trao đổi của phóng viên chương trình với huấn luyện viên câu lạc bộ aerobic Hà Nội. Tiếp theo là hướng dẫn bài tập aerobic nâng cao. Trong mục câu chuyện thể thao, mời quý vị cùng theo dõi phóng sự cải thiện sức khỏe, vóc dáng nhờ chế độ healthy. Thể dục thể thao chính là chìa khóa cho một lối sống lành mạnh, năng động và cơ thể chúng ta giống như một chiếc ô tô cần có nhiên liệu phù hợp để vận hành một cách tốt nhất. Chúng ta phải đặc biệt chăm sóc để có đủ calo, vitamin và chất dinh dưỡng khác cung cấp năng lượng. Dinh dưỡng thể thao là nền tảng quan trọng tạo nên thành công của việc tập luyện. Đây là một kế hoạch ăn uống được thiết kế giúp người tập hoặc vận động viên có thể hoạt động tốt nhất. Nó cung cấp đầy đủ các loại thực phẩm, năng lượng, chất dinh dưỡng để giúp cho cơ thể hoạt động ở mức cao nhất. Chế độ dinh dưỡng thể thao thường được xây dựng riêng cho mỗi người. Chế độ dinh dưỡng sẽ thay đổi tùy thuộc vào nhiều yếu tố, cơ địa của từng người, mục tiêu thể thao, đặc thù tính chất công việc. Vì vậy, sẽ không có một công thức chung dành cho tất cả mọi người. Tập luyện và ăn uống lành mạnh là những yếu tố thiết yếu để bạn có một lối sống năng động và khỏe mạnh. Thế nhưng, rất nhiều người mặc dù có một chế độ tập luyện tốt nhưng ăn uống lại không đúng cách. Dưới đây là những sai lầm về chế độ ăn uống mà chúng ta cần tránh để đạt hiệu quả cao nhất trong tập luyện. Bỏ bữa sáng. Bữa sáng rất quan trọng, kể cả đối với những người không thường xuyên luyện tập. Bữa sáng sẽ cung cấp năng lượng để bạn bắt đầu một ngày mới, đặc biệt là cho những người tập thể dục buổi sáng. Ăn đồ ăn nhanh. Sau khi tập luyện, cơ thể của bạn cần rất nhiều chất xơ và các loại chất dinh dưỡng khác có trong trái cây, rau quả và ngũ cốc nguyên xơ mà đồ ăn nhanh không thể thay thế được. Đặc biệt, nó còn chứa rất nhiều calo. Ăn uống quá ít chất béo. Chất béo tốt trong mỗi bữa ăn như bơ, các loại hạt và dầu dừa rất tốt cho cơ thể sau khi tập luyện. Tuy nhiên, nhiều người vẫn thường bỏ qua vì sợ rằng các chất này khiến cơ thể béo hơn. Ăn quá ít chất béo sẽ dẫn đến mệt mỏi, đói hoặc là thiếu cảm giác no, khó chịu, trầm cảm, hệ thống miễn dịch yếu hơn và tăng nguy cơ chấn thương. Không uống đủ nước. Trong khi tập luyện, cơ thể bạn sẽ mất nhiều nước qua quá trình đổ mồ hôi của cơ thể. Chính vì thế cần bổ sung đủ nước và uống nước đúng cách, kể cả khi bạn không khát cũng như không đổ mồ hôi quá nhiều. Thưa quý vị, tập aerobic là một trong những bài tập giúp đốt cháy calo hiệu quả nhất. Và để có một cơ thể săn chắc cũng như là sức khỏe dẻo dai thì chúng ta còn phải kết hợp với cả chế độ dinh dưỡng hợp lý cũng như là lối sống lành mạnh. Và đây cũng chính là nội dung chính trong chương trình ngày hôm nay. Khách mời của chương trình ngày hôm nay đó chính là bạn Thu Hà, huấn luyện viên aerobic Hà Nội. Xin chào bạn. Chào chị Ánh Tuyết. Chào quý vị khán giả của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Với người tập aerobic thì chúng ta cần có chế độ ăn uống như thế nào để mà đạt được hiệu quả như mong muốn ạ? Đối với những người tập aerobic thì cái chế độ ăn uống trước và sau khi buổi tập họ sẽ như sau. Trước buổi tập thì mình sẽ cố gắng là ăn không quá no, ăn trước 1 đến 2 tiếng những thực phẩm nhẹ thôi. Còn sau cái quá trình tập luyện thì mọi người sẽ cố gắng bổ sung nước nhiều nhất có thể giúp hà. Những cái buổi tập nặng thì mình sẽ cố gắng bổ sung thêm cái chất điện giải này, chất khoáng, mình có thể ăn sandwich hoặc là một bữa salad trái cây với nước ép là được ạ. Vậy nhóm thực phẩm mà những người tập aerobic cần phải bổ sung là gì thưa huấn luyện viên? Chúng ta sẽ có 4 nhóm thực phẩm cần thiết đối với những người tập aerobic. Nhóm đầu tiên thì sẽ là nhóm thức ăn giàu chất đạm. Cái thực phẩm mình sẽ có thường xuyên ở trong cuộc sống hàng ngày đó chính là thịt, cá, trứng và sữa. Những cái thực phẩm nhiều chất đạm này thì sẽ bổ sung những cái năng lượng cần thiết sau cái quá trình tập luyện. Nhóm thứ hai thì sẽ là nhóm chất béo thì sẽ có trong những quả bơ này, dầu này, các loại hạt. Cái nhóm thực phẩm này thì sẽ giúp chúng ta tăng cái cơ bắp của mình sau khi tập luyện. Nhóm thứ ba sẽ là nhóm thức ăn giàu chất xơ, đây sẽ là nhóm quan trọng nhất. Bởi vì nó sẽ tạo ra cái cảm giác no lâu từ 3 đến 5 tiếng để mình có thể duy trì trong cả một cái quá trình buổi tập của mình. Nhóm thứ tư, nhóm cuối cùng sẽ là nhóm tinh bột. Cái nhóm này thì hiện tại sẽ có nhiều nhất ở trong là cơm, hoặc mọi người có thể bổ sung thêm ở những cái thực phẩm đơn giản hàng ngày như là khoai lang, khoai tây, ngô. Ngoài ra thì để mà đạt được hiệu quả như mong muốn trong quá trình tập luyện thì chúng ta còn cần lưu ý những gì nữa ạ? Chúng ta sẽ cần lưu ý quan trọng nhất vẫn là cái phần chế độ dinh dưỡng và ăn uống của mình. Nên cho mình một cái lịch trình tập luyện phù hợp. Mọi người sẽ hạn chế tập luyện những cái bài tập quá sức, quá nặng. Mình tìm hiểu sao để tập phù hợp với cái lứa tuổi và cái giới tính của mình. Trên đây là những thông tin chia sẻ hữu ích về bộ môn này. Tôi mong các bạn sẽ tìm ra được một phương pháp tập luyện phù hợp và một chế độ dinh dưỡng đối với mình. Chúc các bạn thành công. Xin được cảm ơn huấn luyện viên Thu Hà. Và để tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Thu Hà với bài tập aerobic nâng cao. Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay Thu Hà sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một bài tập aerobic nâng cao.
Trong bài tập này thì chúng ta sẽ tập trung tăng nhịp tim lên, tăng khả năng vận động và phối hợp của cơ thể đối với âm nhạc. Chúng ta sẽ bắt đầu tập luyện luôn nhé. Động tác đầu tiên, mọi người sẽ đứng tại chỗ và dậm chân, hai tay đánh đều theo cơ thể của mình. Bên mình sẽ thực hiện 4 lần 8 nhịp một động tác. Chuẩn bị 5, 6, 7, bắt đầu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác số 2, động tác bước trụ. Hai tay của mình sẽ nâng lên vuông góc và mở sang ngang. Chân bước qua bên trái. 5, 6, 7, bắt đầu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác số 3, bước chân chữ V. Hai chân mở bước lên phía trên và thu về tại chỗ. Tay đánh đều theo cơ thể. Thực hiện 4 lần 8 nhịp. 5, 6, 7, bắt đầu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác số 4, nâng gối, mọi người sẽ di chuyển lên trên, gối kéo lên vuông góc 3 lần, thu chân về và mình đổi bên. Sau đó sẽ tăng thử thách lên 7 lần nâng gối, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, đổi bên y hệt như vậy. Thực hiện động tác 4 lần 8 nhịp, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, đổi bên, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, nâng gối 7 lần, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, đổi bên, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, thu về. Động tác số 5, bước chạm ngang, mọi người di chuyển chân lên trước, chân mở sang ngang và thu về. Sau đó mình sẽ tăng thử thách lên chạm 3 lần. Chạm 3, 2, 1, đổi bên, 3, 2, 1, thực hiện động tác 4 lần 8 nhịp, 5, 6, 7, bắt đầu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chạm 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, đổi bên, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 2, 3, 4, 5, 6, thôi. Động tác số 6, động tác số cuối cùng, phối hợp, thực hiện 2 lần 8 nhịp một động tác, chạy bước nhỏ 2 lần, 5, 6, 7, bắt đầu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nâng gối, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tách trụ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Chuẩn bị, dậm chân tại chỗ, 5, 6, 7, bắt đầu, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bước chạm, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chữ V, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, hạ trọng tâm, ngồi xuống, 1, 2, 5, 6, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 3 lần nâng gối, 3, 2, đổi bên, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lần, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, đổi bên, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1, lần cuối, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dậm chân, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, tách trụ, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chữ V, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, hạ trọng tâm, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 6, 3 lần gối, 3, 2, 1, đổi bên, 3, 2, 1, đổi bên, lần cuối, 7 lần gối, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, đổi bên, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, lần cuối, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Đây là cái động tác của bài thể dục aerobic nâng cao. Hy vọng các bạn sẽ tập luyện hiệu quả tốt nhất. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào lần sau. Hàng ngày, ngoài dành thời gian 1 tiếng đồng hồ để đến phòng tập, chị Hường lại tất bật chuẩn bị những khẩu phần ăn lành mạnh cho bản thân và chia sẻ cho chị em bạn bè. Đây chính là chế độ ăn tốt cho sức khỏe mà chị đã tìm hiểu và duy trì từ khi tập aerobic. Cái hiệu quả của việc vừa ăn uống vừa tập luyện thì sẽ có sự kết hợp rất là hoàn hảo. Khi mà mình tập luyện được và mình ăn uống đầy đủ chế độ này, đủ chất này, đủ các chất dinh dưỡng và chất khoáng thì đến lúc đó thì cái cơ thể của mình nó sẽ đạt cái điều kiện tốt nhất. Đến lúc đấy thì nó sẽ vào cơ nhiều hơn nếu mình ăn đủ chất và đúng quy trình. Chế độ ăn tăng cường rau củ quả, các loại hạt, ngũ cốc và chất béo tốt cho sức khỏe cũng chính là thực đơn đã được chị Trần Thị Thúy Ninh thực hiện gần một tháng nay, kết hợp với thời gian tập aerobic 1 tiếng trên ngày. Em đã giảm được 3 cân là trong khoảng 1 tháng. Và ăn như này thì em cảm thấy không bị đói, mà không bị mệt. Mà mình vẫn hoạt động, vẫn đi làm bình thường. Và một ngày vẫn dành ra 1 tiếng để đi tập thể dục nữa. Nên là em cảm thấy rất là khỏe mạnh. Giống như là mình được truyền năng lượng nữa ấy. Mình cảm thấy như là mình có những cái suy nghĩ tích cực hơn. Gọi là cuộc sống nó nhiều cái nó suy nghĩ thoáng hơn. Không được để cơ thể mình đói quá. Và lúc đó mình phải ăn luôn và no. Cảm thấy cơ thể no là phải dừng luôn. Để cho cái dạ dày của mình nhỏ lại. Mình phải điều tiết. Và còn ví dụ nhỉ, mình hạn chế ăn đồ chiên rán này, dầu mỡ. Còn bên em là hướng dẫn học viên ăn là rau củ quả nguyên chất, dinh dưỡng nguyên vị. Hạn chế tối đa việc dùng gia vị và qua nhiệt độ. Như thế rất là tốt cho sức khỏe, vừa thanh lọc cơ thể mà vừa giảm cân rất là tốt. Nhằm hướng tới mục tiêu sống khỏe, sống vui, bên cạnh xây dựng chế độ dinh dưỡng lành mạnh, mỗi người cần tích cực rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe. Vì vậy, chúng ta nên áp dụng ngay từ bây giờ để có một lối sống tích cực hơn. Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại tạp chí Thể thao và Cuộc sống tuần này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.